Chào mọi người nhé, thì vừa có bạn ship bạn ấy bên giao hàng, bạn ấy trả nhà em được hai cái đơn hoàn. Thế này em cũng có đổi cho anh khách một con S9 Plus này. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem hai cái đơn hoàn này trước, những cái đơn máy gì thì em sẽ bán xả cho mọi người. Thì đơn này thì đã bóc rồi. Đây là đơn này bóc rồi nhé. Xem máy này làm cái gì. Đơn này bên em gửi cho anh Vũ Hoàng Long ở Điện Biên, tuần giáo Điện Biên. Đơn này đã bóc xem rồi, không biết là con máy này nó có vấn đề gì không mà anh ấy không nhận. Đây. Con này S4 336 500. Đây, bên em có tặng voucher 100.000. Còn này vẫn lên bình thường này, để em xem là nó bị sao không. Đấy, chờ nó khởi động thì em sẽ khui tiếp đơn này. Đơn này thì còn nguyên túi niêm phong này, vẫn còn chữ ký của bên em đây nhé. Đơn này thì anh khách này như chưa xem. Nguyên là một sạc này. Đó. Đây. Đó. Bên em vẫn đóng nguyên nhé. Khi đóng hàng thì bên em bọc chống sốc các thứ rất cẩn thận này. Nguyên tất cả hộp sạc các thứ bên em gửi cho đơn này là của anh Bình ở Quỳnh Nhai Sơn La. Xin em bọc hai lớp liền, tức là một lớp cuốn dọc, một lớp cuốn ngang, và đây là cái túi bọt chống sốc, chống xước. Đấy, con máy này bên em còn tặng cả ốp cho anh ấy này. Đấy, một cái ốp. Con này con A920 này, tặng một voucher 100k này. Đấy, ốp rất đẹp. Đấy, máy màu xanh này, ốp màu xanh. Đó, con này 2,9 triệu này, A920 nhé. Con này thì chắc chắn là đẹp rồi, lưng zin đẹp này, viền chỉ hơi xước móp nhẹ một tí ti thôi, không đáng kể gì. Màn hình đẹp, con này 2,9 triệu thì em sẽ bớt cho mọi người hẳn 200.000 nhé. Để bớt cho mọi người 200.000 thì giá chỉ còn 2,7 triệu thôi. A920 màn hình đẹp lắm. Đây, em sẽ cho nó khởi động lên. Đây, con S4 này thì bớt mọi người là 100.000 này, còn là 400 nhé. Đây, màn hình đẹp này. Đó. Đơn này gửi lâu rồi mà pin biết mà vẫn còn này, rất là ok nhé. Con này đây, màn hình đây, A920 đây. Đó, màn hình này hiển thị đẹp nhé, không có bị ám nhiếc gì cả. Cấu hình con A920 này nó cũng rất là ngon. Đây, em sẽ vào phần cài đặt cho mọi người xem cái cấu hình của nó. RAM con này nó RAM 6 GB, bộ nhớ trong của nó 128 GB nhé. Đây, RAM 6. Đó, RAM 6 bộ nhớ 128 GB nhé. Đó, bớt cho người 200 còn 2,7 triệu này. Còn S9 Plus này thì cái con này là mấy bữa trước em bán giá nó 1,2 triệu, thì có anh khách anh ấy mua rồi, anh ấy dùng một thời gian rồi. Đấy, con này màn hình nó bị đốm và gãy ngang này. Đây này, nó bị gãy ngang này đó, thì cái màn hình gãy ngang này thì dùng nó hên xui thôi, nó sẽ rất dễ dễ gây chớp màn hình. Nếu mà đốm như này thì nó sẽ không ảnh hưởng này, nhưng mà gãy ngang này nó hơi nguy hiểm. Nếu mà sọc dọc thì sẽ ok hơn, nhưng mà sọc ngang này hơi nguy hiểm. Nhưng mà em bán cho anh ấy dùng cũng khoảng 1 tháng rồi đấy, gần 1 tháng gì đấy, thì anh ấy đổi con này lấy sang con S20. Anh ấy lấy sang con S20, S20 nhà em bán là giá là 5,9 triệu, thì anh đổi sang con S20. Đấy, anh ấy dùng một thời gian rồi mà vẫn rất là ok nhé. Đấy, không vấn đề gì cả, chức năng các thứ ok hết này, cảm ứng ngon nhé, không chết bất cứ một điểm cảm ứng nào cả. Đấy, hiện tại thì bây giờ nó rất ngon. Bây giờ em bán cho mọi người cái giá không còn giá là 1,2 triệu nữa, bởi vì cái em thu lại của anh đấy thì cũng vẫn thu lại giá là 1,2 triệu thôi, bởi vì anh ấy đổi sang S20 thì bên em vẫn hỗ trợ thu đủ cái tiền mà bên em bán cho anh ấy là 1,2 triệu, bởi vì anh đổi máy. Con này thì bây giờ em sẽ bán thanh lý lại cho mọi người giá là 900 thôi, 900 nhé, bằng giá main thôi, và vẫn để dùng tạm chữa cháy hay là chạy áp giết các thứ. Đấy, ok. Đấy, màn hình nó bị sập và đốm như vậy nhé. Và cấu hình con này thì là RAM 6, bộ nhớ của nó là 64 GB.
Nhưng mà đốm hơi to, nói chung là giá 900 nghìn nó là giá mên rồi. Cam kiếp thì ngon hết này, lưng thì zin đẹp, vân tay ngon nhé, viền cũng khá đẹp. Con này bán cho mọi 900. Đấy. Thì hôm nay thì em có ba con vậy thôi. Thì mọi người lấy máy gì thì cứ nhắn qua Zalo số 0344 999 456 giúp em nhé. Ok, cảm ơn mọi người nhé, chào mọi người.